Daisy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube Daisy Phạm USA Cuộc Sống Mỹ. Daisy xin kính chúc quý vị một năm mới Quý Mão an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Daisy cùng gia đình đang ở thành phố Bolingbrook của tiểu bang Illinois. Cái chỗ ở của nhà em Daisy thì cách thành phố lớn nhất của Illinois, tức là thành phố Chicago, là khoảng 30 miles, và lái xe thì khoảng 40-45 phút đó quý vị. Thành phố này quý vị thấy không, sáng mùng 1 Tết tuyết phủ đầy, nhiệt độ bên ngoài khoảng 31 độ F, tức là đương đương khoảng âm nửa độ C. Dân số của thành phố này thì trên 74.000 người. Người Việt Nam chiếm khoảng 0,3%, tức là khoảng trên 2.200 người Việt Nam ở đây, trong khi so với thành phố San Jose của tiểu bang Cali gần 140.000 người. Quý vị thấy San Jose có đông và náo nhiệt không? Và cái Daisy khi mà quay cho quý vị cái cảnh tuyết rơi này là giờ trưa đó nha quý vị, 12 giờ trưa nó tuyết nó tan bớt rồi. Lạnh lẽo bên ngoài là vậy, nhưng bên trong rất là ấm áp, không khí Tết. Tối giao thừa cả nhà quây quần và cúng tối giao thừa không thể nào thiếu được trong cái Tết truyền thống của người Việt. Sáng mùng 1 Tết, tuyết bên ngoài vẫn rơi, nhiệt độ dưới 0 độ. Bên trong, bánh mứt, rượu đã chuẩn bị sẵn sàng để các thành viên trong gia đình chúc Tết cho nhau, chúc một mùa xuân mới an khang thịnh vượng. Bài hát Ly Rượu Mừng sẽ bắt đầu theo truyền thống của gia đình. Happy New Year, Happy New Year. Bắt đầu hát Ly Rượu Mừng nha. 1, 2, 3. Ngày xuân lần trên, ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương ra lời tân, người công nhân ấm no. Hát đi đời gian lao nghèo khó. Nhắm trên đầy vơi chúc người người vui. Muốn lòng sao xin duyên đời mừng tân. Trời ơi, bây giờ nâng ly được rồi. 1, 2, 3. Mẹ Daisy là người lớn tuổi nhất nên bà được các anh chị, con cháu đến chúc mừng nhân dịp vào năm mới. Và bà cũng chúc lại các thành viên những lời chúc tốt đẹp đầu năm cùng những phong bao lì xì cho các cháu nhỏ. Chúc bé năm mới sức khỏe dồi dào, vui vẻ, con cháu bu quanh. Lúc nào cũng muốn chùa là có chùa, muốn gì là có đó. Chúc Dương Hương vui vẻ, tập thiền, exercise, đi du lịch, muốn gì được đó. Gia đình Hoa Sơn là năm nay tới đây thì bây giờ thật ra rất là có nhiều nhiều cái cảm xúc, nhất là ba đứa cháu rất là vui. Công chúa cho con quận, quận nhỏ. Không, quận chúa là chị đại ở nhà đó. Cái này nó dễ thương quá. Trời ơi, so pretty. Vậy vậy đó, bác út chúc con lúc nào cũng cứ baby như vậy này, rất là dễ thương luôn. Thông minh dễ thương này, học giỏi nè, làm việc thì chăm chỉ nè, quá tốt luôn. Dạ, so good. Cảm ơn bác Hiệp. Thì năm mới con chúc bác Hiệp với bác Cúc lúc nào cũng vui vẻ, trẻ. À, hay. Hát hay, xong kiếm một bức hát nôi mà hát hay. Rồi kiếm được nhiều tiền, kiếm được nhiều nhà. Trời ơi. Ba cái nhà là lẻ lưỡi. Lẻ lưỡi rồi. Ba cái là lẻ lưỡi rồi. Ba cái ở San Jose. Lẻ lưỡi. Xong rồi lúc nào cũng có thời gian thì đi chơi du lịch. Dạ. Yes, đó. Đó, có hướng một số cái đó là bác con nhìn tới ra đi đi du lịch đó. Dạ. Cảm ơn con. Con không có ôm. Con kính chào sát cúc. Kính chào sát hiệp. Cũng là sát nữa, cũng là sát. Sát phương. Năm nay công ty tôi chúc là sát là YouTuber. Sao? Start up cái này, start up. Start up là phải là mấy ngàn sub.
mấy không mấy chục ngàn sub chứ sub ít quá là chịu view là đúng rồi. Chúc là xuất hiện là nấu ăn, nấu ăn là chef, 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 là main content cho bác Cúc luôn là cuối cùng. Đây, bác Thiệt cảm ơn con nhiều. Anyway nó cũng được một cái, nó được cái con chuột nữa. Nó có ngoài nó có con chuột. Tức là tặng nó con chuột mấy vi tính. Bonus cho nó thêm bonus. Tại vì muốn nó làm cho cái tay nó chúc con không có đau nhức xương khớp gì hết trơn ở khi mà con làm việc nhiều nha. Con cần nhiêu đó thôi. Chúc con như vậy rồi luôn luôn cứ kiếp lửa như vậy là tốt, rất là tài năng luôn á. Người này là nó lắm, rất là nhiều tài luôn nhất á. Nếu mà trong đây là con là người sẽ trở thành giàu nhất trong ba đứa rồi. Đúng rồi, sở thích. Giữ được cái hobby của con, giữ được cái sở thích của con. Express là thế giới đó. Cơ hội cho chính mình, đúng không? Tuổi trẻ mà, nếu chung thành công sớm rồi retire. Gặp đứa học trò quá thông minh này, mới chỉ nó đánh bài 5 phút và nó quất 3 người kia. Quất knock out 3 người, anh trắng luôn. Quá hay, kiếp thông minh. Rồi. Vẫn còn nhiều lời chúc tốt đẹp của các thành viên dành cho nhau trong ngày Tết. Có cả tiếng cười, cả những giọt nước mắt xúc động hạnh phúc. Tết thật ấm lòng vì Tết sum vầy, Tết hạnh phúc. Tết yêu thương. Bữa cơm trưa cũng đã dọn xong, bữa cơm đầu tiên của mùng 1 Tết năm Quý Mão. Mọi người quây quần bên nhau cùng chúc nhau một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.